Rất vui mừng chào đón toàn thể các bác thợ bẫy gà. Đã đến mùa bẫy gà năm 2022 và 23 rồi. Thì những mẫu giò bẫy gà như thế này là một phụ kiện đi đầu không thể thiếu gửi đến toàn thể các bác thợ bẫy gà. Đặc biệt đó là các bác bẫy kinh tế hay là các bác có đam mê. Thì một trong những cái mẫu giò mà được toàn thể các bác đánh giá rất cao và có độ nhạy, hiệu quả không kém gì những cái mẫu giò cao cấp khác trên thị trường, đó là mẫu giò Thái. Và hôm nay thì sẽ đưa đến cho toàn thể các bác về một mẫu giò Thái khác biệt nhất so với mọi năm. Cách đây thì khoảng 3 năm là em đã cung cấp đến toàn thể các bác những mẫu giò Thái như thế này rồi. Và hôm nay thì rất là vui mừng được sự tin tưởng từ toàn thể các bác khách hàng. Đặc biệt có một bác ở trong miền Trung. Bác có sử dụng mẫu giò bẫy gà này của bên em khoảng 3-4 năm trở lại đây. Thì bác ở cái mẫu giò đó bác vẫn sử dụng. Mặc dù được 3 năm rồi nhưng mà cái độ nhạy nó rất là tốt. Thì có chia sẻ lại cái lợi ích và cái ưu điểm của cái mẫu giò Thái này. Đây là thực tế mà kinh nghiệm rất là xương máu từ toàn thể các bác đã bẫy gà nhé. Đấy, chứ không phải là từ đơn vị mà cung cấp như thế này. Vì những cái kinh nghiệm thực tế từ toàn thể các bác chia sẻ nó sẽ chân thực hơn rất là nhiều. Và sẽ sửa sai được khi mà các bác sử dụng những mẫu giò. Tất nhiên ý, như các cụ đã nói một câu, tiền nào thì của nấy, các bác không bao giờ là sai cả. Các bác sử dụng những cái mẫu giò hơn 100 ngàn nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những cái mẫu giò hơn 200 ngàn. Và đặc biệt thì với cái mẫu giò cao cấp giò Thái này thì cái độ nhạy của nó sẽ ăn đứt những cái mẫu giò rẻ tiền. Đấy. Bác có chia sẻ thì với sử dụng cái mẫu giò Thái này thì ưu điểm của nó ấy, là nó rất là nhạy vì cái vòng cáp này, vòng cáp này là vòng cáp lụa. Và khi mà đã dính gà rồi gỡ ra rất nhanh và không bị rối. Cái đấy là hai cái đặc điểm mà khi mà hôm nay có bác có chia sẻ. Chính vì vậy mà em làm video clip này ngay để gửi đến toàn thể các bác đam mê bẫy gà. Đấy, các bác có thể chọn lựa và so sánh đưa ra cái quyết định chính xác nhất để khi mua một bộ giò bẫy gà. Đấy, các bác chỉ cần bỏ tiền một lần là các bác sử dụng được rất nhiều năm và cái tính hiệu quả nó cao. Quan trọng là cái hiệu quả nó cao. Đấy. Còn nếu mà các bác nào mà tiếc tiền mua những cái mẫu giò rẻ thì chất lượng nó chỉ được có như vậy thôi. Các bác không thể đòi hỏi là hơn được. Vì tiền nào của nấy mà đúng các bác. Thà các bác cứ mua một bộ giò bẫy gà như thế này, các bác sử dụng nhiều năm liền và hiệu quả cao còn hơn. Thì đây là mẫu giò Thái với dưới dạng 20 chân. Chân thì sẽ dạng chân đồng này, đập dẹt như thế này các bác nhé. Đấy, đập dẹt 100%. Bộ này là bộ 20 chân. Đấy, hoen sẽ sử dụng hoen đồng, hàn đồng, giò cáp lụa, giò mềm. Và đây là sẽ sử dụng dưới dạng giò đá. Vì cái vòng tròn này của nó rất là lớn. Các bác có thể đánh được cả đá lẫn đón. Nếu các bác đánh đá, các bác cắm thẳng lên. Còn đánh đón thì các bác có thể đặt cả cắm nghiêng xuống một xíu. Đấy, chân của nó sẽ dài hơn so với những cái mẫu giò thông thường là 10 cm. Thì mẫu chân của cái giò Thái này sẽ là 12 cm. Giúp các bác đánh đa di năng dưới mọi địa hình. Đấy. Và hiện tại thì dây suốt và dây liên kết thì bên em sử dụng vẫn là dây dạng giò dây Thái như các bác nhé. Dây siêu bền. Dây một sợi. Và hiện nay thì bên em có cung cấp thêm cho các bác đó là mẫu giò 30 chân. Để giúp các bác có thể cắm đủ vòng, các bác có thể sử dụng một bộ để các bác thử nghiệm cũng được. Nhưng mà cắm nó đủ vòng để các bác đi bẫy thì các bác hãy sử dụng cái mẫu giò 30 chân này. Còn nếu mà các bác đánh chuyên nghiệp, đánh quen rồi thì các bác cứ mua 20 chân một và mua hai bộ như thế này thì cắm cái vòng nó sẽ rộng hơn. Còn nếu bác nào muốn thử nghiệm thì các bác có thể sử dụng mẫu 30 chân như thế này, một bộ thôi cũng được. Vừa giảm chi phí mà vẫn đạt cái hiệu quả khi mà các bác đi bẫy. Đây là mẫu giò 30 chân. Chất liệu thì không khác gì cả, dây dù, dây liên kết đều là dạng dây siêu bền. Đấy, chân sẽ là dạng chân đồng. Và ở đây thì bên em sẽ sử dụng không phải là khoan ba lỗ nhé. Dạng giò Thái thì nó không khoan, mà nó sẽ buộc dây. Và buộc dây như thế này thì gần như là cái chày. Đúng không ạ? Cái chày hai đầu thắt nút lại hai cục rồi. Ở giữa này sẽ buộc dây. Chính vì vậy mà cái độ chắc của nó còn hơn cả những cái mẫu giò khoan ba lỗ cơ. Đấy, đừng bác nào khinh thường khi những mẫu giò buộc dây nhé. Giò buộc dây thì nó cũng phải tùy thuộc những cái mẫu giò. Đấy, với cái dạng giò Thái cao cấp này thì đảm bảo các bác độ chắc nó lên đến 100%, chứ không phải là 99 nữa. Đặc biệt thì cái hiệu quả rất là cao khi mà sử dụng cái mẫu giò Thái này, cáp lụa. Đấy, đã phân tích và chia sẻ với các bác ngay từ đầu. Thì giò Thái thì nó có độ bén, độ nhạy như là các bác đi câu cá cũng vậy. Đấy, cái cần của các bác càng dẻo thì các bác càng vút được xa. Đấy, tương tự với cái mẫu giò Thái này, dây càng mềm thì cái độ nhạy càng tốt. Đấy. Hơn thế nữa thì các bác có thể đánh rất là đa di năng, vừa gà rừng này, đánh được cả cuốc này và đánh được cả bịp với cái mẫu giò này. Và hiện nay thì bên em đang cung cấp cho các bác hai loại đấy ạ, 20 chân và 30 chân.
Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp nhé. Số điện thoại em đang ghi ở phần góc màn hình và chắc chắn rằng sẽ còn đưa đến cho toàn thể các bác những cái phụ kiện bẫy gà chất lượng hơn, tốt hơn nữa và mới hơn nữa. Các bác hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.